ngày 16 tháng 11, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can bắt tạm giam Lê Văn Hoàng Phúc, sinh năm 1994, Lê Hoàng Giang, sinh năm 1997, cả hai cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp, và Nguyễn Phong Phú, sinh năm 2005, ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, về tội cướp giật tài sản. Trước đó, tối 21 tháng 10, nhóm đối tượng đã áp sát xịt hơi cay vào một đôi nam nữ đang đi trên đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh để cướp điện thoại di động và chạy thoát xuống thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ngày 2 tháng 11, trinh sát Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng đội 3 Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ được Phú, Giang. Ngày 9 tháng 11, Phúc biết không thoát tội nên tới công an đầu thú. Qua làm việc, nhóm khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đi cướp giật tài sản. Nhóm khai bán điện thoại cho một cửa hàng ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh với giá 5 triệu đồng, sau đó chia nhau tiêu xài.